Hôm nay thầy giáo xin hướng dẫn cái thao tác thực hành trên máy tính à, Bật à, kênh Youtube để chúng ta kiếm tiền à, Như vậy chúng ta có một cái hộp thư trên Google Sau đó chúng ta làm video chúng ta up lên cái kênh của chúng ta Và khi đó à, điều kiện chúng ta thỏa mãn Đó là có ít nhất 1.000 người đăng ký kênh Và có 4.000 giờ xem công khai trong 12 tháng gần nhất Là khi đó chúng ta đủ điều kiện để chúng ta bật cái kênh youtube của chúng ta lên để chúng ta kiếm tiền thì youtube sẽ trả tiền cho chúng ta thì đây là một cái nguồn thu nhập thêm thì làm thế nào để thao tác cho nó nhanh được thì à, thầy giáo đưa ra một cái phương pháp hướng dẫn như sau thì đầu tiên là chúng ta mở cái hộp thư email của chúng ta sẵn lên sau đó là à, bước một đây là chúng ta giả soát các video chúng ta khởi động trình duyệt sau đó chúng ta khởi động youtube sau chúng ta chọn kênh của chúng ta sau chúng ta chọn quản lý video rồi sau đó chúng ta giả soát các trên kênh youtube của chúng ta xem có video nào mà nó không phải là của chúng ta thì hãy xóa đi vì uh, youtube chỉ trả tiền cho những cái sáng tạo của chính của mình thôi thế còn những cái uh, video mà không phải của chúng ta mà up lên thì youtube không chấp nhận và những các video mà nó vi phạm uh, pháp luật thì cũng không được ví dụ như là mang tính chất nhạy cảm hay là kích động à, bạo lực vân vân thì những loại video đó là không được chấp nhận. cho nên chúng ta phải rà soát lại những kênh video mà đúng là à, của chúng ta làm ra sản phẩm của mình đấy, thì chúng ta để lại còn những cái không phải của mình và những cái mà mà mình làm mà nó không đúng với quy định thì hãy xóa đi. sau đó chúng ta chọn cái dấu tích cái dấu chéo này để đóng cửa sổ YouTube lại. như vậy cái bước 1 chính là cái bước rà soát. đấy xóa video để xem coi là video của chúng ta đã đúng luật chưa? Đấy, sau khi đúng luật rồi thì chúng ta ấn vào cái dấu tích để đóng cửa sổ lại. Sau cái bước 2 là chúng ta bắt đầu bật cái kênh kiếm tiền à, bật kênh à, bật kênh để chúng ta kiếm tiền. thì bước 2 này chính là cái bước chính của cái bài hướng dẫn hôm nay à, chúng ta khởi động trình duyệt sau đó chúng ta khởi động YouTube sau đó chúng ta chọn cái YouTube Studio cái thực đơn YouTube Studio sau chúng ta chọn cái ba cái cái uh, menu có ba cái gạch sau đó chúng ta chọn dấu uh, đô la rồi đến uh, sau đó nó sẽ xuất hiện cho chúng ta bước một là chúng ta đọc nội quy của YouTube chúng ta phải đọc một chút để ta hiểu à, sau đó là chúng ta đồng ý à, sau đấy bước hai à, chúng ta nhập địa chỉ để đặt nhập tên nhập địa chỉ nhập số điện thoại nhập mã bưu điện thì cái mã bưu điện này lên trên mạng Google chúng ta chúng ta sẽ tìm được là cái mã bưu điện tỉnh huyện xã phường chúng ta gõ vào sau bước 3 chúng ta chờ à, xét duyệt thôi như vậy rất là dễ, rất là nhanh thì sau đây thì giáo sẽ mô tả thực hành luôn như vậy là bước 1 là chúng ta ra soát này ra soát video trên kênh cái ví dụ trình trình duyệt là Firefox này À, chúng ta sau đó chúng ta khởi động YouTube này, à, thế sau đó chúng ta sẽ là ở góc phải trên cùng màn hình này chúng ta chọn là biểu tượng là à, à, kênh của ta, sau đó chúng ta chọn kênh của của bạn này, sau đó đây là trình quản lý này chúng ta chọn vào cái nốt trình quản lý này, à, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu giả soát video, thì cái cái giả soát video này đấy là chúng ta kéo xuống phía dưới thì đây chúng ta hiển thị là 50 video một để chúng ta giả soát, à, chúng ta giả giả soát từng các video. rồi đây là có cái mũi tên đây chúng ta sang trang 2 chúng ta giả giả soát các video. thì cái video nào mà không không đúng mà cần phải loại bỏ thì chúng ta chỉ vào cái dấu ba chấm này, Đấy, thì xuất hiện ở đây chúng ta xóa vĩnh viễn, Đấy, chúng ta ăn vào nó xóa vĩnh viễn là sẽ mất đi. Đấy, thì như vậy chúng ta giả soát hết cái kênh ạ như vậy tất cả các video trên kênh của mình Đều là cái sáng tạo của mình cả Và video hợp pháp Như vậy thế là chúng ta kết thúc Và sau đó chúng ta kích chuột vào cái Cái dấu chéo đây để đóng cửa sổ Youtube lại đã, Như vậy bước giả soát đã xong à, Bước giả soát đã xong thế Bây giờ sang bước 2 là bắt đầu chúng ta bật kênh kiếm tiền Là bước chính đây đã, Như vậy đã giả soát kênh trước khi chúng ta đăng ký Để giả soát kênh Thì chúng ta cũng khởi động trình duyệt Ví dụ như khởi động Firefox đây phải à, phúc sau chúng ta cũng khởi động YouTube đây à, sau đó là chúng ta là là đến đến lúc này chúng ta không chọn kênh của bạn nữa à, chúng ta nhấn vào cái cái biểu tượng kênh của chúng ta đây nhưng chúng ta không chọn vào kênh của bạn mà chúng ta chọn vào YouTube Studio đây này nó có hình bánh xe đây này. Đấy, YouTube Studio à, thế sau đó là chúng ta chọn vào à, cái dấu ba gạch trên cùng đây này trên góc góc trái trên cùng màn hình có cái dấu bằng gạch đây à, sau đó nó xuất hiện dấu đô la chúng ta kích chuột vào dấu đô la này sau đó là YouTube nó sẽ hướng dẫn ta là bước 1 chúng ta kích chuột vào bước 1 để chúng ta đọc nội quy sau chúng ta chấp nhận đó là xong để sau đó đến bước 2 thì chúng ta sẽ kích chuột vào bước 2 để chúng ta khai báo tên địa chỉ rồi à, số điện thoại rồi chúng ta khai báo à, cái mã bưu điện của chúng ta để mà bưu điện à, gửi thư cho chúng ta đấy à, gửi nhẹ đấy thế sau đó bước 3 là chúng ta chờ đợi xem xét đấy thì như vậy là nó có nó nó có ba bước rõ rệt thế là hoàn tất à, rất là dễ sử dụng thôi chúng ta đóng dấu chiếu lại đấy. thì ví dụ như thế là sau khi mà đến bước 3 thì chúng ta sẽ thấy được cái cái giao diện của màn hình là à, là nó nó sẽ là đang chờ à, xem xem xét Đấy, chúng ta chú ý thế thôi. Nó rất là dễ sử dụng. Và à, chúng ta học... À, các bạn có nhu cầu mà muốn hỏi thêm thì hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang à, theo số là 0912-59-5654 để được à, hướng dẫn thêm nếu mà chúng ta mắc mới chỗ nào thì à, gọi điện theo số 0912 59 để giáo chúc à, các bạn thành công. À, trên cái có có thêm cái nguồn thu nhập trên YouTube. Thì em càng chúc một lần nữa chúc thành công.